Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Sổ Số miền Trung thứ 6 ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thứ 6 ngày hôm nay gồm có hai đài Gia Lai, Ninh Thuận, giải 8 Gia Lai 79, giải 8 Ninh Thuận 73, còn có các giải 765, 43, 21 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.